Ladies and gentlemen, welcome to Ho Chi Minh City S1 Furniture Fair, Hogwarts S4 2024. Gian hàng trưng bày với các cái kiểu dáng thiết kế rất là bắt mắt, đẹp mắt và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Thứ hai nữa là công tác tổ chức chuẩn bị cái hội chợ này cũng rất là bài bản, chuyên nghiệp. Số lượng gian hàng cũng như là cái sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam của năm 2024 so với Hawaii Expo 2023 thì chúng ta thấy là cái quy mô đã lớn hơn rất nhiều. Tôi cho rằng là phải lớn gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ chương trình trước của năm 2023. Và như thế chúng ta cũng thấy rõ rằng là cái sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc mà tham dự các cái sự kiện xúc tiến thương mại, đặc biệt là cái Hawaii Expo 2024. Là như vậy là cũng đã thể hiện được cái sự đánh giá về cái hiệu quả của cái hội chợ này. This has been amazing. It's been really cool to do this. I literally watched an Instagram reel this morning watching someone gather the hyacinth and dry it and prepare it for weaving. And to come and actually have the opportunity to get on stage has been just amazing. The show to be very well organized. There's a lot of varying manufacturers and other providers, not just from Vietnam, but also from Singapore, Malaysia, and indeed a few from Indonesia. So we have found it to be an excellent show and highly recommend it. Qua những cái ngày hội chợ vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực của khách hàng chúng tôi về những cái thiết kế. Khi bọn mình ở cái gian hàng này thì rất là nhiều khách nước ngoài, quốc tế, từ châu Âu cũng là châu Á, kể cả Bắc Âu, Bắc Mỹ, thì mọi người khách đều rất là thích. Mình nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để cho mình có thể giới thiệu hay là mở rộng cái thị trường của mình hơn. Khách nước ngoài chắc chắn là cũng sẽ thích những cái thị trường để có thể xuất khẩu, và một cái cơ hội kết nối rất là tuyệt vời.